các bạn. Các bạn, xin chào các bạn đã trở lại với YouTube Bà Tâm Cấp Thơ. Bà lo bà nói chuyện ra nó chở tôi đi vòng vòng nãy giờ không tìm ra được cái sao bác. Không phải ha, nói chuyện làm cho nó thấy con mắt. Mới đầu em nói là ôi, cái này em cái gì ngon. Xin chào các bạn, rất là vui khi gặp lại các bạn trên kênh Bà Tám Cam Thơ. Ủng hộ Tám bằng cách like and subscribe nhé. Thank you các bạn. Hello Hương. Hello chị yêu kính thơ. Có chừng mất cái đầu Hương này Hương. Mất cái đầu Hương. Khỏe không? Sao? Nghe đồn là đi làm lại, gửi hình, gửi đồ tiệm nail cho tôi nữa ha. Rồi ý, nói nghe nè, Hương kể cho các bạn nghe đi. Ở bên Hương á, tại sao mà người ta làm hay quá vậy? Người ta làm, thấy trên hình á, chị thấy trên hình nè. Trời ơi, người ta làm mấy cái khung hình, quên lộn, cái khung mà để bảo vệ á. Cái đó là hai vợ chồng của người chủ em tự làm đó chị. Tự làm đúng không hả? Tự mua gỗ về rồi mua những mảnh mica rất là mỏng, nó mỏng lắm, chị có thể bẻ ra bẻ vô được. Thì họ làm từng cái khung. Tại vì lâu nay á, em có nghe một số bạn của em á, từ Canada, từ những người đang ở Úc, ở Mỹ, thì nói là nếu mình đi làm lại thì tay á, thì mình có cái bàn, đúng không? Tay thì mình có cái bàn, thì mình có cái cửa sổ rồi mà nhân chân thì làm sao. Thì sáng nay em ra em thích quá, thế em mới gọi cho chị Cẩm Thơ liền. Em nói em muốn chị Cẩm Thơ chia sẻ cho mọi người biết là chân cũng có thể làm được luôn. Thì ảnh làm một cái khung, ảnh làm một cái khung là cái hình số 2 em gửi là cái ghế. Ý là em nói là ghế làm chân thì làm sao họ làm cửa được. Thì em muốn chia sẻ với chị là cái ghế nó cũng có một cái khung, thì khi mà người họ khách họ ngồi á là được che cái mặt họ. Đúng rồi, thợ ở dưới á thì không che, nhưng ở trên là bảo vệ cho khách, là che được cái mặt của người khách. Đó là một cái điều, đó là điều đặc biệt đó. À, lâu nay người ta thắc mắc làm chân sao che, thì dơ làm chân vẫn che được. Hay ha. Rồi còn thấy hình à, cái gì là cái cashier cũng có. Cashier cũng làm được luôn. Làm ngay cả cái bàn mà hơ tay cũng có luôn. Cái bàn hơ tay cũng che luôn, để hai người khách hai bên lỡ có ngồi vẫn không có đụng nhau được. Làm tay thì dễ ha, cái làm tay thì có cái khung vậy cũng dễ ha. Cái điều thắc mắc ở đây là họ thắc mắc làm chân. Thành ra sáng nay em thấy cái làm chân em muốn chia sẻ, nó hay quá. Mình không nghĩ là người ta làm ra được như vậy. Cũng hay quá ha. Số người họ làm mình không biết, nhưng mình thấy vậy mình nói mình chia sẻ lên hay quá. Tại vì quá là sạch sẽ nữa. An toàn ha. Mà chỉ có thể đi với lại của cô chủ em có sắm mỗi người là hai cái nón, hai cái mặt nạ đó. Hai cái mặt nạ bằng nón thì mình che được hết luôn. Biết rồi, biết cái nón đó rồi. Đó mà hai loại, một loại thì như cái kiến, một loại thì như cái nón. Đó là an toàn. Với lại mỗi bàn là cố để một người thợ là một sắp giấy ướt để lau tay, với một bình nước lau tay. Khi mình làm xong là cái sát cửa trùng đó mình lau được. Mình lau, khách vừa đi là mình lau cái cửa đó luôn nha chị, bằng mica. Lau trong lau ngoài luôn. Hồi nãy là mới họp thôi phải không Hương? Dạ, họp để biết cái cách thức. Thứ nhất, thứ hai nữa là cổ cho em biết một cái thông tin như vậy nữa nè. Khi mà chị đi vô thì chị phải ký lên cái giấy đó là hôm nay ngày 15 tháng 4 tôi bắt đầu đi làm giờ này, tôi không có bệnh. Thì bắt đầu là cổ có xong cái máy để mà kiểm tra mình. Thì cái máy đó xong là mình phải ký xuống là cái máy đó xác định hôm nay mình không có bệnh COVID. Đó, thì rồi khi đi về mình nói hôm nay tôi làm cả ngày rồi tôi không bị gì hết. Nhưng bắt buộc mỗi người, cô chủ em có kỹ hơn nữa, mỗi người hai bộ đồ. Một bộ đồ mình mặc đi làm, chiêu lại thay mỗi ra. Người phải vô restroom thay, gói bộ đồ đó lại, không được mang về nhà. Không được mặc vô nhà, tại mình sợ vô nhà lại lỡ mình nhà mình có gì. Mình thay ra rồi mình đi thẳng ra máy giặt, mình bỏ ngoài máy giặt. Rồi mình mặc bộ đồ sạch, mình vô nhà, đó là cái an toàn. Hay quá ha. Em muốn chia sẻ cái đó. Đó, cô nói bây giờ đi làm mỗi người thợ đem hai bộ
một bộ sáng mình đi làm, tối về hay khi về là cô bắt phải vô toilet restroom rửa tay rửa mặt thay đồ mới, rồi bộ đó mình lấy bọc ni lông, mình lấy dép lót, mình gói lại đem về nhà mình giặt. Rồi mình ký giấy đàng hoàng để chi, để lừa khách có bị họ nói tôi tới tiệm đó bị thì họ không nói được. Đúng tại rồi. Vì mình có ký rồi. À mình có ký là có quay máy đồ đàng hoàng là hôm nay tôi có ký là tôi không bệnh. Rồi trước khi đi về tôi cũng bị gì hết, tôi rửa lấy tôi thay đồ rồi đó, để là mình không bị mang tiếng là mình bị bệnh. Mà lỡ khách họ có bị thì mình cũng đó là khách tới chứ không phải vì mình. Không phải là vì họ bệnh nhưng mà là khách không phải vì họ bệnh đó. Thành ra cô làm nhiều cái trang bị rất là hay. Cô kỹ lắm, cô nói chị các cô sợ thợ không làm thì cô nói các chị yên tâm. Đúng rồi, cho yên tâm đi làm phải không? Thì cũng yên tâm ha. Có một số là em nghe sáng em được nghe được có một số mấy chị làm tiền thất nghiệp được 4.000 một tháng, mấy chị không muốn đi làm. Mà nhưng khi mà đi như vậy là chủ họ trả tiền thất nghiệp tới 75%, chính phủ trả có 25% thôi. Thành ra cô muốn an toàn thì đây là mình chia sẻ những cái gì mà cô chủ cô làm an toàn để cho mọi người thấy là ok. Nếu mà những người chủ họ nghe họ cũng muốn cover cho thợ của họ an toàn bảo vệ đó. Vậy là ngày nào bắt đầu làm không? À, 15 tây này là bắt đầu làm mà sáng đây là hẹn đầy sổ rồi đó. Hẹn khách đầy sổ hả? À, hẹn khách đầy sổ rồi, tại những người khách hẹn đều có hẹn á. Ví dụ như vô thì ví dụ 5 người thợ trong tiệm thì 5 người khách đó sẽ vô. Không cho khách đợi. Những người mà lỡ có tới quá in thì ngồi ngoài khi nào trong người hết khách đi ra thì họ vô. Vậy cũng yên tâm ha. Mình nghe mình nói chung em vô cái tiệm thấy đẹp quá, để một phần nào những người muốn đi làm như em cũng mình bớt lo lắng. Đúng rồi. Vậy đương nhiên mình thử hết sức mình thôi. Những gì mình làm. Rồi ngày 15 tháng 4 này á là em đi làm. Tháng 5 chứ. Mà 15 tháng 5 em đi làm là em sẽ trực tiếp với chị Thơ một lần nữa để chia sẻ một số khách họ tới. Với mình quay thôi, mình nói chuyện với nhau, mình quay để mình cho cả nhà mình trực tiếp thấy cái tiệm nail luôn. Thấy những cái gì, thấy luôn qua cái hình ảnh rồi mà em sẽ quay trực tiếp để cho chị Thơ với các bạn thấy mà yên tâm hơn. Là những cái người khách họ vô ra sao để mình thấy, mình cảm thấy là mình an toàn khi mình bước chân ra đi làm. Ủa, rồi lúc mà mình làm mình đem bao tay đàng hoàng? Chắc nhận phải mang bao tay, mặc dù làm tay á, thì mang bao tay rất là khó mà phải chịu thôi. Cái đó là cái an toàn cho mình với cho khách. Đúng rồi. Để một cái bình sanitizer ngay cửa nữa, rồi có tờ giấy nữa, khách sẽ vô lau tay đồ này nhỏ rồi mình ngồi xuống mình vẫn lau tay làm. Thì mà nhân phải mang bao tay hết á. Thế vậy mang bao tay mỏng mà. Mỏng thì làm lòng tay á thì ngoại trừ khi dũa thôi, chứ còn mình làm bắt buộc phải chịu khó thôi. Thì bao tay bao tay thành chân này. Ngày 15 tao bay qua bển mới làm cho tao nha. Giờ hiện giờ bé đang rè bay qua đây đi. An toàn. Nếu mà trường hợp em lái xe về lần nữa chị dám đi không? Đi. Đi. Cũng mừng ha Hương ha. Mặc dù em biết chị là không phải người làm nail mà chị rất là quan tâm tới chị làm nail, em coi em thấy chị chia sẻ cái mấy cái bình sanitizer đồ rồi sáng nay em gọi em thấy chị rất là vui, là em biết chị muốn mọi người đều được an toàn anh ta. Em đánh vô chị liền, em nói gọi cho cầm thơ liền, là tại vì những cái khung hình làm chân đó, nó nhiều người mấy bên đây họ rất thắc mắc. Tại vì ai cũng gọi em nói giờ đi lên làm vậy rồi làm chân sao Hương, tự nhiên sáng đi ra tiệm ủa cái khung đẹp quá mà rất là sạch sẽ, thì mình biết là họ try đủ mọi cách họ thử thôi. Mình biết là khi bệnh thì chịu nhưng mình phải tìm mọi cách để an toàn. Nhưng mà Hương, người ta có bắt tiệm nail phải làm như vậy không hay là tự bắt buộc? Nếu mà những người nào không đeo cái mặt nạ là $1,000 em nghe cô chủ nói là sẽ có ở trên state board họ sẽ xuống, nhiều lúc họ cho người trà trộn vô nữa kiểm tra. Thành ra của
cô chủ em thì cô chịu chi, cô chấp nhận. Cô nói cô sẽ giúp thợ hết cách, với lại để cho thợ hợp tác với cổ để an toàn mà làm cho cổ chứ. Thì thợ tự khỏe cổ mới có thu nhập chứ. Thì ai cũng như vậy. Thì sáng nay cô nói như vậy. Với có một số mấy chị sáng nay gặp nhau tội lắm, giống như là bị chia đôi đất nước lâu nay mà gặp nhau ấy. Trời ơi, ngày nào tôi cũng mơ, bên đầu tôi nằm ngủ tôi nằm mơ luôn, có một người nói, tôi nghe chủ nói ngày mai ra, mà hôm tối tôi ngủ tôi nằm mơ luôn, nằm mơ được đi làm, mặc dù không cần phải kể cái số tiền thu nhập mà giống như bị ở nhà đó, bao nhiêu cũng được, miễn là gặp nhau như vậy nè, vui hết sức vui luôn. Vậy hả? Trời ơi, cảm ơn Hương nha. Cảm ơn Hương đã chia sẻ. Chứ bữa giờ mình cũng lo nó trụ tiệm nail mở cửa rồi không biết sao, gần quá. Đúng không? Tiếp xúc rồi nắm tay, nắm chân, nắm đồ nữa. Với lại bây giờ tại đồ một cái là tiệm em mất thợ có 5-6 thợ thì chia ra tại bàn tới 20 mấy cái bàn là. Thành ra một cái bàn một dãy vậy là 3 bàn thì bắt đầu chia người đầu xong cuối xong ở giữa là bọn. Có nghĩa là cách rời, ví dụ 6 thợ là 3 bàn 4 bàn cứ cách rời nhau. Nếu vậy khách ta tới làm ta cũng an tâm ha. Thì đó thì thợ người ta đi làm, gia đình ta cũng an tâm ha. Đúng rồi. Mà bản thân mình sáng nay mình thấy như vậy mình rất là vui, vui cho những người mà được đi làm thì nhìn như vậy là thấy quá an toàn. Ừ, đúng rồi. Cái sự ngoài ý muốn thì không ai cũng muốn, mà nhưng giống như họ cũng làm đủ cách để mà bảo vệ sức khỏe lắm. Trời ơi, cảm ơn nha, quay video này kia lại nữa chứ. Em muốn quay, mặc dù tại vì tất cái là không được trực tiếp, thành ra muốn quay video để cho chị Cẩm Thơ chia sẻ với mọi người. Ừ, không rồi, sao đâu, ngày 15 tay. Ha. 15. Hẹn 15 tay là chị em mình gặp lại. Cho chị Thơ trực tiếp thấy khách vô rồi ra sao luôn. Ừ. Ok thôi vậy cũng an tâm rồi, rồi có gì phải cẩn thận nha, đi làm cũng phải cẩn thận nha Hương. Rồi cảm ơn Hương nhiều nha. Rồi cái gì hẹn gặp lại ngày 15 nha. Rồi rất vui được chia sẻ với chị Thơ. Rồi tất cả nhà chúc một ngày vui vẻ, mọi người phải cảm ơn chị Thơ là đang ngủ mà bị đánh thức dậy đó nha. Đang ngủ thức dậy. Sao mấy cái em làm mấy cái bánh bò nấu ăn thì có một số fan của chị Thơ nhắn tin là Messenger sẵn đây nói luôn là khen chị Cẩm Thơ rất là giỏi và yêu chị Cẩm Thơ có cái sự mộc mạc. Em yêu chị Cẩm Thơ hai mấy năm trước lận, khi mà chị còn đi hát gì chương trình thiếu nhi gì ở bên Việt Nam gì đó. Yeah. Chị truyền hình, đi hát truyền hình thì ai cũng make up hết. Mà chị thì cái chân mày của chị mọc tâm lâm mà chị vẽ nhẹ nhẹ thôi. Đó là Thúy Trần ở Canada khen cái sự mộc mạc của Cẩm Thơ. Rồi cô đây nó chết cha rồi, không biết làm sao mà mình tìm được cái người đó mình thích. Thì vô tình liều luôn, đánh lên Facebook chữ Cẩm Thơ cái nó hiện ra. Trời ơi, vậy sao không nói với tôi mà nói với Hương gì ta? Không, tại vì sáng nay nhắn tin để em chị cách làm bánh lọc với bánh bò. Ồ, vậy hả? Cái mấy sẵn nói luôn, chị Cẩm Thơ, chị có biết là em thích Cẩm Thơ hai mấy năm về trước không? Chứ em còn nhỏ xíu vậy á. Rồi, gửi lời cảm ơn giùm nha. Đó, cổ đang coi trên YouTube, theo dõi chị trên Facebook với YouTube. Okay. Mỗi ngày đó. Cổ nói Cẩm Thơ nấu ăn mà đeo cái tập về là nhìn biết không phải chị Thơ, mà không làm lạ là không phải là chị Thơ, đeo lên tận cổ. Tại vì đeo hơi cao, đáng lẽ đeo xuống chút đỡ. Đây, cổ nói có nhiều người comment này nọ, nhưng cổ biết là Cẩm Thơ mà không làm lạ là không phải là Cẩm Thơ. Rồi. Rồi cảm ơn Thúy Trần phải không? Cảm ơn Thúy Trần nhiều nha. Ok rồi, cảm ơn Hương luôn nha. Rồi có gì 15 mình cho các bạn hẹn các bạn ngày 15 Hương sẽ quay trực tiếp cái tiệm lâu kỹ quay kỹ cái mấy cái chỗ mà trang bị an toàn cho các bạn xem. Quay từ ngoài tiệm quay vô cho chị.
quay mấy cái chỗ mà người ta ngăn sao cho nó như thế nào được á, để có gì mỗi người ngồi làm đó sao để chị thấy. Ok rồi, cảm ơn Hương nha. Nhớ là 6 giờ sáng dậy sửa soạn nha. Rồi, bye bye. Bye, gửi lời thăm mọi người. Rồi, bye Hương. À, ngày 15 Tám sẽ dậy sớm 7 giờ sáng, tại vì bên kia là 7 giờ sáng, bên này là 9, 10 giờ sáng bên kia rồi, cho nên là mình phải dậy sớm. Còn Hương trước khi nó làm, nó quay cho mình thấy rồi nó phải còn phải làm nữa. Cho nên là hẹn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ngày đó, nó sẽ chia sẻ thêm cho các bạn kỹ hơn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Bye bye, see you again.